Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình iGrab nhận 60 tốc cần mail từ sàn MailSwap. Chương trình iGrab này Go3 nha bạn. Đã tốc cần mail này đã list sàn MailSwap nha bạn. Thì 60 tốc cần mail này khoảng là 0.65 bin pin nha bạn. Để tham gia giá mai các bạn click phần link mô tả như video của mình, mở Telegram ra các bạn. Một xíu các bạn. Và bấm nút start nè. Dù các bạn lướt cấp trang nha các bạn. V4AB. Hai chữ này gì các bạn? BKFV. Quá khó các bạn. Chữ cái này nào. Rồi cấp trang sai các bạn ơi. X nè, V nè, X nè. Ồ, XJ, Q4, Q4. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn trên iGrab này mình ghép được 60 top càng mèo nè bạn. Và top 10 ghép phơi sẽ nhận được 500 USD các bạn. Rồi, bạn bấm sau này ghép nè. Mình thì chắc không nhận được rồi. Rồi, bạn lướt cấp tra cái nữa các bạn. CC EU EU, mình cũng làm biến tiền ghép lắm các bạn ơi. Chứ mình tiền ghép là ok lắm đó. Rồi, những điều đầu tiên các bạn cho kênh group kênh trailer được các bạn. Vì dòng 1 mình đã cho rồi, bắt đầu lại thôi. Tiếp tục các bạn follow fanpage nha các bạn. Thì follow fanpage mình trước kia mình follow rồi. Tiếp tục thì các bạn gì bot và tự quyết sang 3 người bạn vào đó các bạn. Bạn nào chưa follow tự Twitter thì vào follow nó các bạn. Rồi các bạn gì việc like nè các bạn. Các bạn chấp nhận như tự quyết nha các bạn. Bạn ghi A cộng nè. Mình A cộng Goku. A cộng Lê Du. A cộng gì nè, 5 người bạn đấy các bạn, tăng ra 5 người bạn đấy các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Cộng luôn. Rồi các bạn test lại 5 người bạn đi các bạn. Hoặc 3 cũng được các bạn. Rồi các bạn chỉ bắt up lại nè. Tiếp tục thì send new Telegram blue file and new swap logo. Tiếp tục thì các bạn tải cái logo này về và copy cái hashtag này làm username đó các bạn. Bạn copy nè. Xin em mail swap. Rồi các bạn nhắc vào cái ảnh avatar nó các bạn download về nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn bắt đáp lại đi nha các bạn. Các bạn nhắc vào trang cá nhân của đầu người của mình các bạn, bao gạch nè. Các bạn thay đấy. Thay đổi avatar các bạn. Bạn bấm vào setting nha các bạn. Đây. Nhận đâu cơ khơi hoài ta. Bạn vào setting nha các bạn. Rồi các bạn thay đổi cả avatar luôn các bạn. Chọn từ giveaway. Các bạn tiếp tục bấm chỉnh sửa username tên mình bạn. Last name, fit name gì. Fit name, last name gì các bạn dán vào đây nha các bạn. Username mail swap currency. Rồi các bạn bấm ok nha bạn. Tên em thì bỏ đi. Rồi bạn để username nó gì mới đúng nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại nè. Rồi các bạn, cái tên các bạn thì các bạn ghi vào mail swap và cái last name là mail swap. Fit name là mail swap, last name là mail swap. Chấm valency nha bạn. Rồi bấm bấm submit tên. Rồi bấm bấm done. Rồi, cứ tiếp tục bạn ra lên link tờ Twitter của mình nha bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn copy tờ Twitter mình lại nè.
bạn phải đắp lại không? Các bạn dán vào. Download Gmail Swap. Đây là cái logo của nó nè các bạn. Rồi các bạn bấm Done. Tiếp tục thì các bạn này preset. Cái này các bạn phải chạy trên mở farm và bull thì mở RT trên sàn Mail Swap Fancy nè các bạn. Thì mình không có mở farm full thì các bạn liên địa chỉ vào các bạn. Nếu bạn nào mở farm hoặc bull thì sẽ nhận được cần thêm. Rồi tiếp tục bạn đang mở địa chỉ với BNB sẽ match chain cái mình ra, các bạn sao chép địa chỉ NH mình nha các bạn. Các bạn bắt từ đây các bạn. Cái đồng coi mail này lên giá khá là cao các bạn. Rồi bạn bấm vào top 3. Mình đã nhận được 60 token mail nè các bạn. Đây top ghép mình không có nhận được đâu. Rồi vậy video này cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.